Đây là Nam, một học sinh trường Sa Cát Lượng. Gia đình cậu rất nghèo, nhưng Nam lại rất tốt bụng, hiền lành. Và đặc biệt, cậu luôn là một học sinh giỏi. Nhưng vì quá hiền, nên Nam thường xuyên bị các bạn trong lớp bắt nạt. Long Ben là nhóm các học sinh cá biệt nhất trường. Trong đó, Long là người hung hăng nhất bọn, gia đình lại lắm tiền. Hầu hết những thành tích quậy phá của cả bọn đều do Long cầm đầu. Ban này có một trò chơi rất là... Dần dàng lò cò. Ê, hôm qua bài viết mày được mấy điểm vậy? 8,5. Vậy còn toán? Toán hả? 10. Thôi mình đừng nói chuyện bài vở nữa. Tôi thấy lớp mình bị trừ nhiều điểm lắm đó. Toàn những tội do tụi thằng Long gây ra cả. Vì tụi nó mà lớp mình bị tụt hạng. Nhất là thằng khùng Long nữa. Xấu cha anh tôi, học dốt anh tôi, mà còn quậy nữa. Tôi mà là hiệu trưởng là tôi đã đuổi cậu bọn nó lâu rồi. Cái thứ như tụi nó là không có được ở trong cái trường này đâu. Mày mới nói cái gì? Nói lại tao nghe coi. Dạ, đâu có nói gì đâu. Đâu có nói gì đâu. Ra đây. Đâu có... Dạ, đâu có nói gì đâu. Ra đây. Nam ơi cứu tôi, Nam ơi cứu tôi, Nam ơi cứu tôi. Nhìn cái gì? Dạ không có gì. Đừng mà. Đau quá. Đừng có tay. Chưa rồi. Thôi. Học sinh lớn. Các em có biết là vô lớp vậy hả? Ồ à quá. Cảm ơn các con. Các con ngồi xuống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng hôm trước. Chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng chí phèo. Thank you.
À, hướng gió nữa chứ. Xong. Ai đó? Bước ra ngoài. Đâu có đâu thầy. Dạ em. Bước ra. Bước ra. Xin lỗi. Như ngày nào, Nam cũng bị nhóm của Long kiếm chuyện đánh nhau. Sao giờ trễ vậy em? Dạ kẹt xe anh. Sao mặt mày bầm tím vậy? Dạ bị té xe anh. Dạo này học hành sao em? Dạ cũng bình thường thôi anh. Giờ ba mẹ không có ở gần mình, gia đình mình cũng khó khăn, cho nên em cố gắng học giỏi đi. Gia đình chỉ kỳ vọng vào em thôi. Dạ em biết rồi. Em cố gắng học giỏi đi, rồi muốn gì anh cố gắng anh mua cho. Mua cho em bộ máy tính nha anh. Ăn này cho bổ nè em. Dạ em cảm ơn anh. Anh cũng ăn nhiều đi. Sáng giờ anh đi bán cũng mệt rồi. Thằng Minh đâu? Trả tiền nhà. Tiền đâu trả trời.